Hello anh em nha. Là mình đây. Mình xin chúc anh em và gia đình dồi dào sức khỏe ha. Bình an trong mùa đại dịch nha. Thì hiện tại mùa dịch này mình cũng không có đi ra đường được, cũng không có mua mồi tươi cho mấy em nó được. Nhưng mà mình có nuôi ba con chim chuyền đầu vụ, thì giờ nó cũng tổ lông cũng được 70-80% rồi. Chim cò anh em sao rồi? Nhà mùa dịch này chán quá anh em ơi, chăm chim thôi. Có hai con, cái con bên kia thì bên ở lồng sắt thì mình nuôi trước. Nó là chim ở miền Trung, chim chuyền miền Trung. Còn cái chim bên lồng gỗ là nó là chim ở Đắk Nông. Nhưng mà cái con Đắk Nông mình nuôi sâu thì lại dạng, còn cái con bên kia thì lại nhát. Thì nói chung chim dạng nhát là tùy con nha anh em, với lại một phần nữa là mình nuôi mình có gần gũi nó nhiều hay không ha, chứ không phải là con nào nuôi lâu là dạng, con nào nuôi á hả không lâu là nhát đâu. Nó dạng hay không là tùy con nữa. Thay đổi liền anh em ha. Cái con bên cái con bổi ở bên trái á, là con đó là con chè thang Nam Cát Tiên nha anh em, nó là bổi ha. Còn con nhỏ cái con chim chuyền á ở bên tay phải á là con Đắk Nông. Anh em thấy nó bự ghê không? Bộ con đó bự khủng khiếp á. Con đó để mình nuôi lên mình giật làm mồi anh em. Giờ mình kè thử vào coi thử thái độ hai con như thế nào anh em. Dịch chiếc này ở nhà hả, chăm chim chơi chim thôi anh em. Cái con bổi ấy, nó mới xong lông, nhìn lông nó mướt mát đẹp, xong lông cũng 2 tháng rồi anh em. Thiếu mồi tươi nên năm ra mình không có thúc được, mình cho ăn cám gà với kèm theo cám hiện bảo khánh thôi. Sáng sáng với lại chiều chiều là nó hay hót hoặc số giọng luôn. Con nó thì mỏng hót, dáng thon, cân đối chim. Cái anh chim chìa, cái đuôi anh ra một bó lông ống, anh cũng xè xè, anh cũng vảnh vảnh. Con nó tương lai chắc xè đuôi anh em. Thank you.
con bổi xiên quýt đuôi anh em à, xiên đánh đuôi. Anh em thấy hai con không? Con bổi con chuyền mà anh em thấy con chim chuyền không? Đồng ý là nó cũng có xù lông nhưng mà tướng nó bự khiếp không? Con chim chiền này hả, tướng dài hơn con chim chiền lúc nãy nha anh em, mà nó nhỏ hơn, tướng nó nhỏ chứ không có bự bằng chim chiền lúc nãy. Mà xuyên vảnh đuôi lắm anh em, thái độ lắm nha. Kê vô mấy con chim bổi mấy con chim khác là đòi bay vô đá luôn á, thấy không đó, vảnh đuôi kêu kêu không quýt liền. Nhà mùa dịch rảnh á anh em, không gì thì bắt chim ra nghịch. Thái độ anh em, vẫn vẫn đuôi nữa kìa. Con này thì nhát anh em, con chuyền này nhát lắm, chỉ có con chuyền mà bộ câu á đang đang đuôi kia á nó dạng thôi. Chi mình không có tập lỗi gì hết nha anh em. Chi đứng tướng thấp cầu ha, mà xuyên xuyên vảnh đuôi, xuyên đánh đuôi ha nè.
Thôi bye bye anh em nha, rảnh quá cũng không biết làm gì. Dịch chiếc ở Sài Gòn không ra đường được, bắt chim ra nghịch xíu. Quay clip cho anh em xem. Anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chim mùa này không có mùi tươi nó cũng không có sung mấy anh em.